đó, chạy đi lại đó, là như bóng bọc đó. Cái dòng nữa. Rồi, kính xin được biệt trường mình chào quý anh em ha. Máy âm hết sao hết đây nè. Chiếc nãy là cái vỏ mấy mét mình không biết ha. Cái máy là XOS Mitsubishi. Tuyệt vời. Mẫu cano này nhìn như mẫu nhập ha nè. Cano này mình không biết ha. Mới hỏi thăm nghe nói cái ít số ít. Đúng rồi, ít số ít. Cano này chắc tầm 5 mét ngoài. 5 mét 4 chứ gì nữa. Cạn á, tại nước cạn nước rồng mà. Mấy cái ếch số ếch chạy ghê lắm. Tại cái tua nó nhanh. Chào. Dạ. Yeah. Rồi rồi, chào. Rồi vậy hả, nóc bằng cờ đỏ luôn hả? Rồi lên chơi. Anh em đến tham gia chạy diễu hành cho ngày Tết quân dân ở câu lạc bộ võ lãi của Mưu Siết huyện Hương Điền mình đó. Đang gồng, đang gồng. Nhớ. Đi đuôi võ hoài mà. Dẫn từ trên YouTube lâu quá lâu rồi giờ dạ. Cái mới gặp mặt. Ừ. Mà tôi thường tôi quay, tôi cũng ít có quay cái mặt mình, tại vì khi quay quay gì đây rồi đâu có quay cái mặt mình làm gì. Dạ thấy mẹ rồi đưa lên có ai coi, nó coi gió lãi cano nó đâu có coi cái mặt mình làm gì. Xấu còn hơn chữ xấu. Đưa lên chi nó hư cái đoạn video hết. Cái cano của mình nãy tầm 5 mét 4 ta. Không, cano đó 4 mét rưỡi rồi. Vậy hả? À, vậy. Vậy thấy ngắn ngắn. Cano này 5 mét. Cái gãy ếch xéo ếch tùa nó nhanh lắm nha. Phê lắm. Nó nặng quá.
đúng rồi, máy sát, nặng lắm. Dưới hai nó cái vỏ, cái nó sát nặng quá, cano đặt á. Nhưng mà so ra cái sát cano là nặng, còn cái động cơ ít số ít thấy vậy chứ nó cũng không có nặng hơn cái mà 4T mà cỡ 115 nổ nặng. Trời ơi, mấy cái kia nó cài thôi chứ nó không có tua như cái thằng SOS này nè. SOS này chạy tốc độ ngon. Đưa qua cano nhẹ cái chạy. Tính ra dòng Mitsu tôi cũng thấy đúng không? Chạy tua nó ngon. Tốc độ 4.000. Tua đã ha. Tiếp căn hả? 4.000 mấy 5.000 rồi. Cái bác sĩ cái gắt cái gì hồi chín cái gắt rồi. Giờ sao găm vô bình luôn nó cũng bị. Tại vì giờ trời nước lớn không được rồi. Cái này đang bật cái đuôi lắp lên. Nhờ cái cano có cái hộp số dê của anh Chính là anh làm máy kéo, nó làm tàu kéo, anh kéo rồi dùm nãy giờ anh kéo cũng mấy chiếc rồi đó. Nhưng bây giờ phải bật cái đó lên chứ để gì nó. Tại vì nó đang hỏng nè, đang hỏng. Đang cơi lên trên nọc hay gì á. Hỏng lên cả gan luôn á. Nếu mà nó phục xuống cái là cái đuôi láp nó phục sâu dưới là nó không được ha, nó hư cái đuôi láp. Anh cãi từ từ á, để gãy cái dầm á. Thì từ từ. Dạ. Mình tại vì không biết là nước nó đang xuống. Dạ. Không biết là vừa nãy chết. Dạ. Vừa lên chuẩn bị chút điện vừa rồi. Hả? Lên chuẩn bị chút điện vừa rồi bấm nghe đâu. Bơm nước vô. Để móc cái này nó chịu bị xuống á. Móc ra bật lên được là có thể cái tàu kéo này kéo ra được á. Tàu kéo ít số ít mạnh lắm. Đó là anh tôi đặt tàu kéo không à, đứa không qua. Tàu kéo không à. Nãy kéo cái chiếc cano ra luôn. Chiếc cano bự hơn mà kéo còn ra. Bị bật chiến dịch không được kìa. Đây đâu có ai lội dưới thì móc nhanh hơn nhưng mà móc cũng sẽ ớn miễn á nè. Miễn sành, miễn chén, miễn chai, miễn ly. Đủ thứ miễn, miễn ốc luôn. Miễn quá. Cũng còn sâu lắm đó anh Tư. Ở dưới nó có đá. Dạ. Có đá bởi vì khó nha, chứ phải sình không thì dễ rồi. Sình thì không sao, đây là đá. Cái chân anh bước một chân xuống cái đuôi á anh. Bước chân đó anh cạy cho nó có lực hơn. Anh xeo trong cái đuôi cá đó. Dạ. Sợ gãy hả gì? Dễ gì gãy. Dạ. Anh bỏ dép rồi đi. Bật được chưa? Chưa anh ơi, còn dài nguyên chứng. Trời ơi, ổng lực dữ ta. Vậy mà sao nãy hai người kéo không nổi. Mà anh bật gì mà anh bật nổi. Là anh lực thiệt. Sáu mấy tuổi là cũng lực khác rồi. Bật lên được, kéo mới được. Nãy cũng sơ ý phải bật lên trước như mấy cano đó đó. Bật lên trước vậy đó, người ta kéo vào cái một nè. Anh Tư anh quên. Bùn không thì nó dễ ha. Dạ có đá cậy gì cầu cây len rồi chịu mới nổi. Cái dầm này cũng dầm xịn đó nha, dầm cắn nhôm á. Dầm này của dầm nhập luôn á. Cái cột cột đây nè. Chơi mà cực quá. Mình thì đang chờ cái bơm xăng của cái này nè, của cái máy 115 này nè, chờ bơm xăng để chạy coi như thế nào. Sẵn đây mình coi tàu kéo của anh Chính lôi cái chiếc này ra. Có gì vui vui thì coi chơi giải trí mà. Cái dòng này nó có bơm ben đuôi lép, đuôi dép tự động hết ha. Ben lên bên xuống.
nhưng cái này nó không có ha, mấy cái loại nhỏ nhầm loại nó không có, phải bên tay nhẹ nhẹ dò anh ơi. Không không không, sợ ra chơi đó gãy chân vịt á, vịt giòn lắm á, anh tính cột vô. Và chiếc ghe cào cá sống trên sông nước. Để kéo cho nó bật lên đó, để bật cái chân vịt nó nổi. Chính anh lui nha. Góc này mình khó quay để thấy vừa chiếc cano lui và vừa cái này bật lên ha. Anh gài lại đi. Rồi cái anh mở sợi dây anh cột vô cái cano. Sình văng tùi lưa rồi anh Tư ơi. Ê lụm cây dặm nha, để quên nha. Xe cuốc mỏ vịt. Anh cột vô cái cano của anh á để kéo cano. Cột mới cắt. Cái gì chứ kéo gà nặng lắm nè. Nằm trên khô luôn. Xem cái tàu kéo. Anh lùi rất là kỹ thuật ha, lùi từ từ. Tàu anh thủ. Wow. Wow. Nước nó văng vô sau lái luôn kìa. Đó, anh kéo cái một luôn. Ếch số ếch mà đâu có hiền. Ra tí nữa đi anh Tư. Ra tí vô đi. Ra tí nữa đi anh Chính. Còn cạn lắm. Tí cái mình tấp vô cái đuôi cano bên đây nè anh Tư. Tấp vô đậu ngoài chứ vô trong cạn nữa đó. Nằm nãy nằm trên khô như này luôn. Tại anh gấp về á cho nên phải lâu ra. Lại buông ra đi cho ông Văn đi. Cuốn lên chứ để chạy tới nó quấn dây luộc nó chứ ở đó. Anh móc móc anh lợi mũi á, anh móc móc anh cũng cột vô đây được rồi anh Tư. Khỏi cần chạy. Rồi, anh móc cái mũi cặp lên cano lên. Anh móc cái mũi lên đây anh Tư. Móc cái mũi lên đây. Rồi bữa nay chơi vui vẻ ha, về ăn Tết ngon lành nha. Hôm nay Tết quân dân rồi mai mốt mới Tết nguyên đáng của mình. Rồi. Ê bước nhờ qua bên đây. Đi nhờ qua. Anh nó cặp sao đuôi lái đó đi anh Tư. Cho mấy cô bước nhờ qua đó. Anh Tư về luôn hả vậy anh Tư? Dạ. Dạ.
Rồi chúc anh về sức khỏe dồi dào ha, làm ăn suôn sẻ anh Tư ơi. Dạ, rồi có dịp anh em mình gặp lại. Anh về tới Sóc Trăng. Hồi phải móc cho cái vỏ ra ngoài anh mới hạ cái đuôi láp được nha. Anh Tư anh mệt đó. Lấy gì? Anh Tư anh hơi mệt rồi. Khoan đợi anh lấy ra cái này. Ra thả trôi đi anh Tư. Thả trôi rồi về tới Sóc Trăng mà. Về tới Sóc Trăng là hả anh Tư? Về Sóc Trăng. Dữ hả trời. Vậy là phải kéo ra gì không phải cho để tới chiều về tới hồ luôn. Quá trời cha luôn rồi. Anh có cái chiếc 115 nữa mà hồi sáng đi ra nó kẹt cầu đi không được. Cầu thấp á. Rồi anh mới xách chiếc nhỏ này anh chạy. Chạy vui chơi chứ anh chạy bữa nay không kịp với anh em. 6 mấy cây. 7 mấy cây đây, nếu chạy đường tắt là 6 mấy cây. Được rồi, bơi ghé ra anh Tư, anh bơi hoài. Rồi, thượng lộ bình an. Bây giờ cũng có cảm ơn mấy anh em đem vỏ lãi cano đến ha, để cùng chạy diễu hành cùng với câu lạc bộ Composite huyện Phong Điền á. Nhưng mà các anh em các tỉnh chứ cũng đến tham gia ha, tham gia câu lạc bộ của Phong Điền, như anh em chung đam mê mà không có phân biệt tỉnh thành. Ở Phong Điền tổ chức thì anh em gom lại chơi. Mình là chung đam mê chứ không phải là chung huyện ha, hay là chung thành phố. Để chơi. Cái hơi máy nó thổi ở dưới nước lên chứ không phải là cái chung dịch ha. Chung dịch không có vô số, nó không có quay ra đâu. Cái hơi máy động cơ thổi ra. Bởi vì cái tiếng ồn nó không có nhiều. Cảm ơn anh. Khoát tay với anh Tư. Trên 50 á. Để năm mấy á. Cái vỏ đó nó hơi nặng hơn cái vỏ trong nước mình ha. Kết thúc cái video này ha. Chúc quý khán giả mình ha, ai cũng có một buổi chiều vui vẻ, làm ăn thì suôn sẻ.